Rồi, chào tất cả mọi người là đến với video ăn nhé. Thì hiện tại đang quay cho các bác xem là một bộ chú ngựa nguyên khối của Cẩm Hồng. Thì các bác có thể nhìn thấy này, các bác có thể nhìn thấy chuông thế này thì các bác cũng đã biết là cái gỗ gì rồi, đúng không ạ? Thì hiện tại cái bộ này kích thước thì nó rất là to nha các bác, kích thước nói chung rất là to luôn. Và cái hàng này chạm bây giờ là cũng gần như là hiếm luôn, tại vì hàng gỗ Cẩm Hồng bây giờ không còn ai mà xẻ hàng to nữa, tại vì cái dòng gỗ này bây giờ nó nhập vào rất là cao. Nếu mình xẻ ra thì tỷ lệ nói chung là tỷ lệ lời thì ít nhưng mà lỗ thì nhiều, nên là bây giờ cũng không còn ai dám xẻ những cái hàng to như thế này. Thì cái bộ này á, em nói thẳng luôn là cái bộ này là cái cây cũ từ mấy năm trước của em đó, chứ không phải là hàng mới nhá. Bộ này thì nói chung thì em đã có quay cách đây rất là lâu. Nếu mà bác nào theo dõi kênh em trong một thời gian dài thì các bác có thể biết là cái bộ này là em đã có quay lên cho các bác xem một lần rồi. Thì cái bộ này hiện tại kích thước nó đang rộng là 2 mét, dày là 25 phân, chiều dày rất là dày luôn, dày 25 phân. Để em quay cạnh cho các bác này. Đó, rất là dày luôn, dày là 25 phân, còn rộng là 2 mét và dài là 3 mét 48, dài là 3 mét 48 chứ không phải là 3 mét 2 nữa. Nguyên cái dòng gỗ Cẩm Hồng bây giờ nếu mà 8 mét 8 á, nếu mà hàng mới nè, nếu mà giá trị hiện nay mình những cơ sở khách đang sợ sẽ nè là 8 1 mét 8 20 3 mét 2, là nếu mà các cơ sở khác sẽ về á là người ta sẽ để giá là từ 120 trở đi, nhưng mà hiện tại tấm này thì 2 mét, dài 25 phân và dài là 3 mét 48. Thì cái bộ này thì hiện tại á, giá nói chung là em để là 185 triệu là bao ship. Còn nếu mà các bác có thể xem tham khảo tất cả mọi nơi đó, các bác có thể xem tham khảo tất cả mọi nơi, nếu mà giá 185, nếu mà hàng mà mới sẽ về này như một cái tấm vân chuông vít như thế này, giá mà 185 em đảm bảo không bao giờ là có nha các bác đó. Nhưng mà hiện tại cái bộ này thì tại vì cái hàng này là hàng em sẽ rất là lâu rồi thì em cũng bán theo giá cũ, với lại là tại vì cũng lâu nên là em cũng có hạ giá bớt cho các bác rồi, là còn 185. Trước là một cái tấm này mới xẻ thì em toàn bán trên 200 mấy, nhưng mà đợt này thì giá chỉ còn 185 thôi. Các bác có thể nhìn thấy chuồng này đó, chuồng rất là đẹp và vip luôn. Thì cái tấm này hầu như là nó sạch rác rồi nữa này, nó chỉ dính xíu ở đây thôi, là nó tầm cỡ phân 2 phân thôi đó. Nói chung là trong 2-3 năm, nhưng mà các bác có thể nhìn thấy này, giác là không vấn đề gì hết. Còn bên này là, còn bên này thì sạch giác rồi nè các bác, bên này thì nó sạch giác luôn. Các bác có thể nhìn thấy chuồng này, các bác có thể nhìn thấy chuồng là rất là đẹp nữa đây, đầu nó đó. Thì bác nào nếu mà quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo là 0333 38719 nhé. Tại vì cái bộ này là quay trong xưởng này, nó rất là tối. Nếu mà cái bộ này để ngoài nắng quay cho các bác xem, các bác có thể xem thực tế luôn, là nhìn màu rất là đẹp luôn, chứ nó không phải màu sậm sạm đen đen như thế này đâu. Nếu mà các bác để ở xưởng nơi nào mà ánh sáng càng tốt thì nó rất là đẹp luôn đó. Còn hiện tại là trong đang để trong cái góc xưởng nên mà nó rất là tối nữa.